Ngày hôm nay thì cửa hàng nhạc cụ Ngọc Hưng Phát Biên Hòa sẽ giới thiệu tới các bạn một cái mẫu piano giá rẻ trong cái phân khúc từ 5-7 triệu. Cây này chỉ có hơn 5 triệu một chút thôi. Nó được đánh giá rất là cao, thương hiệu Acacia đến từ Mỹ nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khui thùng cây đàn này. Với một bộ sản phẩm thông thường tiêu chuẩn, nó sẽ bao gồm thân đàn, gá sách, nguồn và pedal. Còn chân đàn thì các bạn sẽ thêm tùy chọn chân sắt hoặc cả chân gỗ. Thì clip này mình sẽ cố gắng là hướng dẫn một cách đơn giản, dễ hiểu nhất, nhanh nhất để cho các bạn có thể làm quen với cái đàn này nha. Vì thế mình sẽ đi những cái chức năng chính thôi. Còn những cái chức năng mà nâng cao rồi tinh chỉnh thì mình sẽ có một clip sau. Mình nói hết trong clip này nó quá dài. Rồi bây giờ thì mình sẽ điểm qua những cái phím chức năng ở trên cái đàn này nhé. Đầu tiên là phím power này, và bật tắt đàn này. Đây là phím bật tắt đàn nhé. Thì để bật tắt đàn chúng ta nhấn giữ cái nút này khoảng 3 giây. 1, 2, 3 đấy, thì nó sẽ bật lên những cái đèn. Tín hiệu nó sẽ sáng lên là đã bật rồi. Đấy, tắt đi, ta nhấn giữ một chút xíu cho nó tắt cái đèn đi là được rồi. Đấy, như này là tắt rồi này. Đấy, thì tiếp theo sẽ là cái phần núm điều chỉnh âm lượng tổng nhé. Còn nó sẽ điều chỉnh được riêng từng âm lượng chi tiết trong đàn nữa, nhưng mà cái clip đó mình sẽ làm sao thì cái âm lượng tổng này thì mình các bạn thôi nghe sao cho nó vừa ra là được ha. Đó, các bạn không nên để maximum đâu, để gần max thôi là được rồi. Nếu mà để maximum thì nó sẽ hơi hạn cái loa một tí. Rồi tiếp theo thì sẽ là cái phần những cái phím chức năng khác nha. Rồi đầu tiên thì sẽ là bốn cái phím này. Đầu tiên là hai cái phím bên trên này chính là cái hiệu ứng chất biến. Nếu mà đèn nó không sáng lên thì tức là chức năng của chúng ta chưa được kích hoạt. Còn nếu muốn kích hoạt thì các bạn phải bấm để cho cái đèn xanh này nó sáng lên là được này. Ví dụ như đây thì ứng reverb, ứng vọng vọng cái tiếng đó. Tắt đi này. Đấy, nếu mà các bạn nghe bên ngoài mà không nghe qua điện thoại thì nó sẽ rõ cái hiệu ứng này hơn. Đấy, tương tự hiệu ứng như cho rớt này cũng vậy. Đấy, các bạn có thể hòa hai hiệu ứng vào với nhau hoặc là bật riêng lẻ từng hiệu ứng thôi. Và tắt cả hai đi nếu muốn. Cái này tùy các bạn cảm nhận đấy nha. Mình thì mình thích bật cái chức năng reverb này thôi. Chứ còn cho rớt này không thích lắm. Rồi. Tiếp theo nút bên dưới nút metronome. Metronome là cái máy đếm nhịp để cho chúng ta luyện tiết tấu đấy. Đây. Đây là cái máy để đếm nhịp cho chúng ta luyện tiết tấu, thì mình có thể chỉnh được tốc độ cho cái phần này đếm nhanh hay đếm chậm nhá. Là số nhịp trên phút đấy. Thì đầu tiên mình sẽ tắt đi này. Đấy, đầu tiên mình sẽ tắt đi này. Đầu tiên với để sử dụng cái chức năng này chúng ta sẽ kích hoạt metronome lên. Sau đó chọn cái tốc độ á, các bạn chọn tốc độ. Tốc độ thì mình sẽ điều chỉnh trên cái phím đàn bên dưới. Ở đây nó có 88 phím đàn. Đấy. Thì mình sẽ căn tốc độ tương ứng. Nếu mà những cái phím đàn về phía bên tay trái ấy, thì là sẽ là tốc độ chậm. Còn những cái phím đàn về bên tay phải này sẽ là tốc độ nhanh nhá. Đấy, còn để chọn tốc độ là các bạn ấn giữ nút tempo là khoảng 3 giây. 1 2 3. Đấy, các bạn có thể thấy nó nhấp nháy này. Nó nhấp nháy cái đèn này, và là đang hiển thị cái chức năng tempo rồi đấy. Thì mình có thể chọn cộng với một trong những cái phím đàn này. Đấy, nó nhanh hơn đấy, đúng không? Các bạn chọn về phía đằng này thì nó sẽ chậm hơn. Đấy. Chậm nữa này. Đấy, tương tự nếu mà muốn maximum lên thì các bạn có thể chọn cái phím bằng này. Thì nó đếm như cái máy vậy á. Đấy, các bạn cứ tùy ý điều chỉnh thôi. Nhưng mình khuyến cáo là chúng ta chỉ chọn cái tempo khoảng độ 70 thôi, cho lúc mới tập ấy. Chọn chậm chậm cái này thôi. Đó. Chọn chậm vậy thôi nhé. Rồi, tắt đi. Tiếp theo sẽ là những cái chữ màu vàng ở đây. Đấy, những cái chữ màu vàng ở đây nó có cái khung đây biểu thị chúng ta để chọn được chức năng màu vàng như này này. Thì chúng ta phải ấn đè hai nút cùng một lúc. Đấy, ví dụ những cái phím demo này là những cái bài hát demo có sẵn đấy. Chúng ta muốn nghe bài hát demo có sẵn thì chúng ta sẽ ấn hai cái phím cùng một lúc. Đấy, thì đàn nó sẽ bắt đầu chạy bài hát này. Đấy, không muốn chúng ta tắt đi thôi. Ấn giữ thêm một lần hai nút cùng một lúc chúng ta sẽ tắt đi. Ở dưới là cái function. Cái function này là tinh chỉnh cho những chức năng giống như là về chọn tốc độ cho metronome này. Chọn cái kiểu đếm nhịp này, ví dụ như nhịp 2 4 4 4 6 8 chẳng hạn. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được cái độ cảm ứng của phím này. Cái phím đàn này thì nó sẽ có cái cảm ứng lực, tức là chúng ta mà gõ nhẹ xuống đàn ấy thì nó sẽ kêu bé thôi. Đấy, nó kêu rất nhỏ. Còn nếu chúng ta gõ mạnh nó sẽ kêu rất là to. Đấy, nó gọi là công nghệ touch sensitive đấy. Thì những đàn piano điện hầu hết sẽ đều trang bị những cái chức năng này. Và để điều chỉnh cấp độ touch thì chúng ta sẽ phải ấn giữ hai cái nút này. Ấn giữ này. Ấn giữ hai nó function này nhá. Đấy, các bạn phải nhớ được cái vị trí phím ấy. Đầu tiên là ở đây mình sẽ tính từ cái phần tay trái của đàn đây nhá. Thì chúng ta sẽ có nút đô 0. Ở đây là cái nốt đô đầu tiên gọi là nốt đô 0. Tiếp theo sẽ là nốt đô 1 nhá. Thì cái khu vực điều chỉnh cái chức năng touch này ấy, nó sẽ nằm ở khu vực này. Tức là cái khu vực quãng 1 đây. Và các bạn chỉ quan tâm cho mình ba phím đen này thôi. Ba phím đen này nhá. Tượng trưng cho ba cấp độ touch. Là cái nốt
pha thăng, son thăng và nốt la thăng. Đấy, thì ba nốt này sẽ biểu thị cho ba cấp độ tốt khác nhau. Đấy, nó sẽ có cấp độ nhẹ, vừa và cấp độ nặng. Đấy, cấp độ này là rất là nhẹ này, vừa này và nặng này, giống như kiểu là phản hồi nhanh à chậm này, trung bình và nhanh vậy á. Đấy, thì để chọn chức năng này thì chúng ta cũng lại giữ hai cái function ở đây thôi. Đấy, các bạn ấn giữ này và các bạn chọn. Đấy, thì bây giờ cái tốt của cái bàn phím đang ở chế độ vừa đấy. Đấy, cái này tùy cảm nhận tay đấy nhá, tùy các bạn chọn chế độ đấy nhá. Nhưng mà mấy bạn đầu tiên mới chơi đàn á thì cứ chọn chế độ ở giữa này cho mình. Đấy, chế độ tiêu chuẩn để mặc định thôi nha. Các bạn bật đàn lên nó cũng mặc định rồi. Ok. Rồi, tiếp theo thì sẽ là đến những cái phím chức năng ở bên này. Thì ở đây này, các bạn ý cho mình đầu tiên là cái nút upper và lower này này. Nếu ở đây sẽ có hai hàng đúng không? Hai hàng chữ này. Ở bên trên là grand piano này, e piano tức là piano điện này, và một số lúc organ này sinh ra từ tiếng khác ở đây. Nếu các bạn không ấn cái nút upper và lower này này thì nó sẽ mặc định, các bạn chọn ở đây nó sẽ mặc định những cái tiếng ở bên trên này. Ví dụ như đây là tiếng grand piano này. Hoặc đây là tiếng guitar này. Hoặc đây là tiếng string này. Còn nếu các bạn chọn upper và lower này, bật cái này sáng lên đúng không? Thì nó sẽ mặc định là cái tiếng kêu ở bên dưới. Ví dụ như là cái tiếng bass đây chẳng hạn. Hoặc cái upright piano ấy, piano đứng đó. Đấy, các bạn không ấn nút này thì nó sẽ chọn tiếng bên trên. Đấy, tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có 12 tiếng tất cả để cho các bạn chọn nhé. 6 tiếng bên trên và 6 tiếng bên dưới. Thì các bạn cứ ấn nút này thôi là để thay đổi trên dưới thôi nhé. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo thì sẽ là những cái cổng kết nối tiêu chuẩn ở trên cái đàn này. Đầu tiên chính là cái cổng nguồn 12V đây. Các bạn sẽ có một cái cục adapter và chúng ta sẽ cắm nguồn cho nó. Rồi, tiếp theo là nút phone, cái jack phone là chúng ta sẽ dùng tai nghe. Tai nghe jack 6 ly nhé. Và nếu bạn nào mà không có cái tai nghe jack to ấy, chân 6 ly ấy, thì các bạn có thể dùng một cái jack chuyển khoảng 20 ngàn thôi. Chúng ta sẽ chuyển từ 6 ly ra 3.5 để chúng ta có thể cắm được cái tai nghe điện thoại vào đây nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là cổng layout để chúng ta cắm cái âm thanh đầu ra vào những cái âm ly và đàn âm thanh khác để mình khuếch đại cái tiếng đàn này lên. Rồi, tiếp theo là cái cổng cắm pedal đây, cũng là cổng 6 ly luôn. Đây, cái jack 6 ly đây. Đây là cổng cắm pedal vang cho nó đây. Đó, các bạn sẽ được tặng một cái pedal vang theo cái đàn này luôn. À, tiếp theo là sẽ là cổng USB mini USB để các bạn có thể cắm kết nối cái đàn này cho những cái máy tính để chúng ta có thể thu âm hay là làm âm thanh nhé. Đó. Đó, trên đây là mình giới thiệu qua về những cái chức năng chính mà một bạn mới bắt đầu làm quen với cái cây đàn này sẽ cần đến sử dụng nhé. Còn ngoài ra thì mình sẽ làm một clip khác để hướng dẫn chi tiết cái tinh chỉnh sau cho nó. Nhưng mới đầu các bạn bật đàn này lên chơi á, chủ yếu các bạn tập piano á, thì các bạn không cần quan tâm quá nhiều đâu. Mặc định bật đàn lên á là mọi cài đặt của nó đã cho mình cái chế độ tập chuẩn nhất rồi. Đấy, các bạn chỉ việc bật công tắc nguồn lên và tập bình thường thôi. Đấy, thì cây piano Acacia này là một cái cây piano của Mỹ, thương hiệu của Mỹ, giá rẻ. Đấy, cây này chỉ có 5,7 triệu thôi. Đấy, đập hộp mới tinh luôn. Đây, đập hộp mới tinh luôn, bóc hộp ra 5,7 triệu, đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, chưa bao gồm cái chân này nhá. Cái chân này các bạn có thể tùy chọn chân này. Nếu các bạn chọn cái chân thường như này này, hoặc là chân đôi như này thì các bạn sẽ thêm khoảng 200 ngàn nữa. Hoặc là chân đơn, tùy chọn chân đơn thì các bạn sẽ thêm cho mình khoảng 100 ngàn nữa. Còn có tùy chọn cao nhất của nó là tùy chọn chân bằng gỗ thì nó sẽ khoảng thêm 500 ngàn nữa. Đấy. Đấy, nhưng mà cái chân này không quá quan trọng đâu. Quan trọng là các bạn cần một cái đàn tốt để tập thôi và rẻ. Rất phù hợp với các bạn học sinh sinh viên nhé. Đấy, cái đàn này thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn. Cực kỳ nhỏ, mỏng và rất là nhẹ. Đấy, thì các bạn có thể mang nó đi bất cứ đâu luôn. Trọng lượng cái này nó chỉ đâu đó khoảng 5 cân đổ lại thôi, không trên 5 cân đâu. Đấy, rất là nhẹ luôn. Đấy. Với tầm giá 5,7 triệu này thì rất khó để có thể tìm được một cây nào trên thị trường mà đập hộp mới mà bảo hành 1 năm như này nhé. Cái này bên mình sẽ bảo hành 1 năm, lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày. Đấy. Nếu quá 30 ngày thì những cái chế độ bảo hành bên mình vẫn sửa chữa rồi khắc phục free trong vòng 1 năm tiếp theo nhé. Đấy, rất là bền. Piano điện thì các bạn cứ thoải mái với độ bền đi. Đấy, bàn phím tốt lắm. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.